của chúng ta đang có rất nhiều sự hân lành với sự xuất hiện của Dương Sĩ Tiến. Wow, một chiếc quân trượng. Nữa thì xin mời Dương Sĩ Tiến, chúng ta sẽ cùng với nhau đáng lại trên đảo đồng chút xíu và chúng ta sẽ cùng với nhau giao lưu. Này trên thảm đỏ của chúng ta là Á hậu Lương Mỹ Kỳ. À, chào Kỳ. Vẫn đặc biệt và lộng lẫy như ngày nào, đặc biệt kịch tính. Lương Mỹ Kỳ thân mến, ngày hôm nay xuất hiện ở The Next Gentleman rất là tỏa sáng. Thì không biết là mình có những tiêu chí gì khi mà mình muốn lựa chọn cho một quý ông, một gentleman, thì Kỳ đặt tiêu chí gì lên hàng đầu? Là cái phẩm chất đẹp của mỗi người. Ok, mình hy vọng rằng nhân vật nào, thí sinh nào ngày hôm nay sẽ được đạt được cái ngôi vị cao nhất và Kỳ cổ vũ cho ai nhiều nhất? Đối với em thì có 5 bạn thí sinh mà em cảm thấy em rất là hy vọng và em sẽ nói cái dự đoán của mình theo thứ tự là quán quân, áo quân 1. Đối với em thì thôi, đối với em thì em rất là mong chờ là anh Văn Kim có thể giành được và lấy vị trí quán quân trong năm nay. Rồi sau đó tới Minh Khắc và rồi tới Minh Thuận, anh Quang Thuận hoặc là Minh Kha. Và có một bạn thí sinh em rất là thích đó là bạn Phong team của chị Giang. Và ngay bây giờ thì Mỹ Kỳ có lời chúc nào gửi đến cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay để các bạn có thể tự tin hơn được không? Em chúc cho tất cả mọi người sẽ có một đêm xem chương trình thật là vui và sau đó có thể nhậu 10 thùng bia. Cảm ơn Mỹ Kỳ rất nhiều và ngay bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta di chuyển vào phía trong khán đài để có thể chứng kiến đêm chung kết được bắt đầu sau ít phút nữa nhé. Và các bạn ơi, chỉ còn một ít phút nữa thôi là đêm chung kết của chúng ta sẽ được diễn ra rồi vào lúc 20 giờ tối nay. Nên là hy vọng rằng là vị khách mời nào chúng ta có vé mời rồi thì chúng ta sẽ cùng với nhau di chuyển vào bên trong sân khấu nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xuất hiện của Dương Sĩ Tiến. Hai ly
tương đương với khoảng 6 carat. Và cái chữ GST thì được tính bằng khoảng từ 1.200 viên kim cương. 1.200 viên kim cương? Con rắn thì làm bằng bạc nguyên chất và mạ bạch kim. Em không biết là em có thể cầm thử được không ạ? Wow, mọi người ơi, một chiếc quyền trượng rất là quyền lực. Anh xin trao trả. Thật ra nhìn từ xa thì đã có những cái sự lấp lánh được tỏa ra rồi. Và em cũng là một cái fan mà xem The Next Gentleman rất là nhiều. Thậm chí em còn thuộc tất cả những cái câu nói ở trong đó. Và em thấy qua mỗi tập anh đều mặc những cái bộ trang phục mà cảm thấy rất là ấn tượng. Thì không biết là anh có... Ok, đi bà ơi, đi bà. Và hiện tại thì team Hà Anh đang tiến tục giảm đỏ. Và chỉ một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến nguyên một team đang đi vào. Và chúng ta hãy cùng xem là ngày hôm nay team Hà Anh thể hiện như thế nào trong đêm chung kết The Next Gentleman Quý Ông Hoàn Mỹ mùa đầu tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gentlemen. Tiếp theo sẽ là chào đón sự xuất hiện của diễn viên Đức Hải. Vào bên này ạ, xin mời chị. Dạ chào chị. Rồi xin mời tất cả các bạn. Dạ chào chị Hải ạ. Không biết rằng là ngay bây giờ thì chị có thể gửi lời chào tới tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình được không ạ? Okay. First. Ngày hôm nay Hải rất là vui khi có mặt tại thảm đỏ của The Next Gentleman trong đêm chung kết. Cảm ơn hai bạn MC. Ngày hôm nay Hải có mặt ở đây với team của The Winning Team, team Hải Anh Vũ. Hôm nay dù là có một chiến binh cuối cùng nhưng mà Hải Anh đã cảm thấy là cả team mình đã thực sự chiến thắng, bởi vì tất cả những chàng trai này thực sự là những cái người anh rất là thân thiết của nhau, với một tình anh em thực sự là rất là gắn kết. Theo như chị, bây giờ mình đã đến một trạng hành trình cuối cùng rồi. Thì theo chị, thì sau khi bước ra từ cuộc thi thì các thí sinh của mình sẽ nhận được điều gì đặc biệt nhất ạ? Hãy nghĩ là điều đặc biệt nhất của các chàng trai khi bước ra cuộc thi đó là tình yêu thương của khán giả. Qua mỗi một tập thì các gentlemen của các Hà Anh đều trải qua những cái cảm xúc cực kỳ khác nhau. Cảm xúc thăng trầm, vui vẻ, những giọt nước mắt và những cái phấn đấu rất là nỗ lực. Nhưng mà hơn hết là qua những cái phấn đấu và những cái gì đến từ trái tim, luôn chạm đến trái tim. Cho nên Hà Anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà cả team của Hà Anh đều nhận được sự cổ vũ thật là nhiệt tình của khán giả của toàn quốc. Và ngày hôm nay chính vì vậy là team của Hà Anh đến đây với tinh thần là chuyên nghiệp nhất, cống hiến nhất. Bởi vì Hà Anh tin rằng là dù có phải là đạt danh hiệu gì hay không thì team của Hà Anh luôn luôn với một tinh thần là cống hiến tất cả những cái màn biểu diễn tuyệt vời nhất đối với khán giả của chúng ta. Chị Hà Anh thân mến, chiến binh duy nhất ngày hôm nay của chị đó chính là Minh Khắc. Đã rất nhiều lần vào vòng nguy hiểm nhưng mà đã vẻ vang bước ra. Thì theo chị là ngày hôm nay cái tình huống đó có tiếp tục lặp lại một lần nữa để Minh Khắc trở thành quán quân không ạ? Tình huống thoát đấy hả? À dạ, chính xác đấy ạ. Ok, như thế này. Đối với Hà Anh là một mentor, là một người tin tưởng vào sự công bằng và sự bình đẳng giữa cái sự chiến đấu và nỗ lực của tất cả các thành viên của team của mình. Thì Hà Anh tin rằng là với thực lực của Minh Khắc hoàn toàn có thể chiến thắng được danh hiệu cao quý nhất của The Next Gentleman. Còn dĩ nhiên là mỗi một cuộc thi đều có những cái may rủi khác nhau, cho nên là Hà Anh không biết khi mà Hà Anh và Minh Khắc cùng các đồng đội cùng nói đôi khi là cũng hơi lo lắng, thì Hà Anh có một câu hỏi là who knows, ai mà biết được. Vậy thì hôm nay sau khi nếu như trong trường hợp mà Minh Khắc sẽ lên ngôi vị quán quân thì team mình có đi nhậu 10 thùng bia không ạ? Ok, team mình nghĩ sao? Ok, nhưng mà như thế này, team của Hà Anh là dù thắng hay thua cũng đã có kế hoạch để ăn chơi. Thế cho nên là thực ra mọi người ạ, được ở đây và cống hiến cho mọi người những cái màn biểu diễn, những cái giây phút thật là tuyệt vời, thì đối với team của Hà Anh đó là một cái thành công và đó là hạnh phúc của team rồi, phải không hả team? Yeah. Cảm ơn chị Hà Anh rất nhiều và chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay sẽ thật là tỏa sáng và nhất là Minh Khắc. Còn bây giờ thì chúng ta hãy di chuyển vào phía bên trong để chuẩn bị cho đêm truyền hình trực tiếp chung kết ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Chúc anh thành công tốt đẹp. Cảm ơn anh. Thank you. Thực sự là vừa rồi thì...
viên ban giám khảo của chúng ta, một quý ông cực kỳ lịch lãm. This way please. Coming, coming. Done, okay? Okay. Hey, hey, hey. Let's my skin, okay? Thank you so much. Ủa sao vậy? Các bạn tự tin lắm chứ. Dễ thương quá à, bà dễ thương quá à. Ở kênh nào vậy? Hả? Kênh Nhiêu Lộc á. Kênh Nhiêu Lộc á. À, bóp Facebook cái gì? Hay là đang livestream? Trời ơi, nói hả? So, what do you expect from the next gentleman? Well, I expect them to be, you know, a true gentleman. Being polite, being humble, being respectful to everyone that you meet. You know, that is key for a gentleman, you know. Be relaxed, but at the same time, be edgy. So, any words for the next gentleman tonight? I wish them the best of luck. You know, be confident, do your best, and make people love you. Okay, thank you so much. I love you. Good luck tonight, okay? Yeah. Dạ, xin chào đón sự xuất hiện của hai người đẹp. Xin quá, cho nên là cứ hơi nhẹ nhàng một chút xíu. Nhân đây thì hai chị có thể gửi lời chào tới tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình live stream trực tiếp của chúng ta được không ạ? Xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Vanessa của mình là Hoàng Sa. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Vanessa của mình đã đổ tay rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm ra quý ông đầu tiên. Vậy thì theo như hai chị, tiêu chí như thế nào để có thể trở thành một quý ông thực thụ? Để trở thành một quý ông thực thụ thì với Sa thì đầu tiên là cái biết chiều mấy chị em. Con gái mà ai cũng thích được chiều. Lý do tụi em thích được chiều đến như vậy bởi vì tụi em mới điều trị một xíu đó. Một trong những lý do thích được chiều có thể là mua đồ ăn cho lúc đói hay không? Có nhiều thứ lắm, nhưng mà dĩ nhiên phải đáp ứng những nhu cầu mà mình đang cấp thiết đó. Ngoài tức là chiều, nói chung là chiều trong mọi cảnh huống luôn. Nói chung là mình có yêu cầu gì là cũng phải chiều theo mình, bởi vì mình là gái xinh mà, đúng không nào? Vậy thì theo chị thì sao? Theo Tây Hà thì Hà nghĩ có rất là nhiều tiêu chí để trở thành một gentleman. Nhưng đối với Hà thì để một người đàn ông mà trở thành một gentleman, đầu tiên là một người đàn ông phải thật sự bản lĩnh. Thứ hai là phải biết tôn trọng phụ nữ. Và cái điều thứ hai là điều rất là quan trọng đối với Hà. Rồi, và em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Và chúc chị có một buổi tối thật là enjoy cùng với The Next Gentleman. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tây Hà, cảm ơn Bùi Đình, Hoài Sa. Xin mời. Và đương nhiên là một người dẫn chương trình thì luôn luôn là linh hồn của chương trình. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay thì anh kỳ vọng gì đối với các bạn thí sinh của chúng ta? Đầu tiên thì Phan xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đã có mặt ở đây và gửi lời chào đến hai MC vô cùng duyên dáng. Đó chính là Long Chuông và Tuân Phạm. Cặp đôi này nếu mà dẫn với nhau là gọi là hết chút chấm luôn đó, đúng không ạ? Hôm nay thì Phan cảm thấy rất là vui khi mà đồng hành cùng với lại Thanh Thanh Huyền để mà dẫn cái chung kết của The Next Gentleman. Thật ra thì bán kết là Khang đã có cơ hội để gặp gỡ các bạn thí sinh, các bạn quý ông. Và Khang tin là đến ngày hôm nay các bạn sẽ thể hiện hết sức mình và chúng ta sẽ tìm ra được một quý ông cực kỳ xứng đáng. Và anh ơi, phẩm chất nào tốt nhất mà theo anh một quý ông nên có, hay là đôi khi là trong bản thân mình đã từng nhìn nhận thấy nó, thì anh có thể share cho mọi người biết được không? Theo Khang thì phẩm chất của một quý ông mà Khang nghĩ mà cần có đó là nói ít làm nhiều. Có nghĩa là mặc dù mình không nói nhiều nhưng những gì mình đã nói ra thì nó phải làm được và phải thực hiện được. Và Khang tin rằng các quý ông ở đây sẽ thể hiện được sự bản lĩnh đó. Rồi và các bạn ơi, giờ của chúng ta sắp đến rồi và anh Khang. Hiện tại trên thảm đỏ là nhà thiết kế Nguyễn Minh Công. Công nói cho người mẫu Andrea Eva.
là Tay Balo đang theo dõi truyền hình trực tiếp đúng không? Chúc Tay Balo càng ngày càng thành công trong cuộc sống nhé. À, chị An ơi, sắp tới thì chị có kế hoạch hay là dự án gì muốn chia sẻ cho tất cả mọi người ở đây không? Để mọi người ủng hộ chị thật nhiều. Trước tiên thì cảm ơn. Có thể trộm vía đang âm thầm một vài dự án về liên quan đến nhạc rap. Còn ngoài ra thì nói trước hôm qua nên là khi nào mà có sản phẩm thì mong là mọi người sẽ ủng hộ An cũng nhiều. Chị An ơi, khi mà chị nói là sắp tới chị sẽ cố gắng trở thành một rapper thì bây giờ em đang rất muốn nghe thử một đoạn rap nho nhỏ, không biết chị có sẵn sàng không? Sẵn sàng đi vì mọi người một tí đi nào. Thu đến và đi những gì sắp tập trong nhạc rap có thể mới đi từ mùa buồn của nắng. Rất là cảm xúc đúng không ạ? Rồi thì nhân đây chị có thể gửi lời chúc tới chương trình của chúng ta được không? Xin chào mọi người, mình là Andrea và chúc cho chương trình The Next Gentleman sẽ thật là thành công và mình đang rất là chờ để xem hôm nay người quảng cáo của em đặt vào mô hình quân và hy vọng là chương trình sẽ thật thành công và ra thật là nhiều mùa hơn nữa. Ok rồi, cảm ơn chị. Cho nên là thỉnh thoảng anh em vẫn hay đùa với nhau như vậy, mong là mọi người không nghĩ cái trò đó là một cái trò đùa gì nó hơi quá lố quá. Và không biết là hiện tại thì còn vị khách nào đang tiến vào trong thảm đỏ hay không? Xin mời Bob Bắp. Bob Bắp, ca sĩ Bob Bắp nha mọi người nhá. Mày điện anh Dí đi. Hello Bob Bắp. Thật ra lúc đầu là tưởng Bob Bắp hơn tuổi mình nên là cứ gọi bằng anh, nhưng mà cuối cùng là Bob Bắp bằng tuổi hay tuổi. Thật ra Bob Bắp thì bằng tuổi đấy, bạn bè ha. Thật ra Bob Bắp thì chỉ là cái tên nghệ danh TikTok của ngày xưa thôi, còn bây giờ người ta là ca sĩ Văn Võ Ngọc Nhân. Ngày hôm nay Nhân đến đây thì có cảm xúc như thế nào không hả Nhân? Có thể share cho mọi người biết được không? Nhân đã cảm thấy rất là vinh hạnh và được có mặt đây cùng với tất cả anh chị nghệ sĩ này và TikToker, rất là nhiều những gương mặt nổi tiếng và được đông đảo mọi người biết đến. Nhân rất lấy làm vinh hạnh và mong rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời đối với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi và cảm ơn Nhân rất là nhiều, nhưng thực ra là rất thích muốn gọi là Bob Bắp bởi vì là bạn thân với nhau ở ngoài đời mà. Rồi, cảm ơn Nhân nhiều nhá. Rồi, hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn Xuân nhiều. Vâng, và hiện tại ở trên sân khấu là vợ chồng của Peter Vũ và Đoàn Di Băng ạ, doanh nhân Đoàn Di Băng ạ. Vừa rồi giống bánh trăng trộn quá nhỉ. Và hy vọng rằng là các phía âm của chúng ta trong buổi tối này khi mà diễn những thiết kế của anh thì sẽ tỏa sáng thực sự trên sân khấu. Rồi cảm ơn anh Công, cảm ơn Hà rất là nhiều. Xin cảm ơn ạ. Dạ, mời mọi người di chuyển bên này ạ. Xin mời Victor Vũ và chị Đoàn Di Băng chúng ta lên khu phía bên này ạ. Mời anh chị. Xin chào chị Đoàn Di Băng, em có theo dõi The Next Gentleman rất nhiều và chị cũng là một trong số những ban giám khảo mà đưa ra rất là nhiều những cái thử thách thú vị cho các thí sinh. Vậy thì chị nhận xét trước cái thềm chung kết như này thì chị nhận xét thế nào về toàn bộ những cái dàn thí sinh năm nay và đặc biệt là 8 thí sinh hôm nay xuất hiện ở trong chung kết của chúng ta? Thì đã nói là 10 bạn hôm nay là đã được chọn từ rất nhiều bạn rồi. Hôm nay Văn không nhận xét bất kỳ bạn nào nữa hết mà Văn chỉ muốn dành một cái lời chúc là chúc các bạn thật là tự tin và thật là may mắn. Tuy là người chiến thắng chỉ có một thôi nhưng chắc chắn trong đoàn khán giả đã có những người chiến thắng riêng của khán giả rồi, nên có không giành được cái môn đi nữa thì các bạn sẽ được bỏ cuộc cho nhận được sắp tới nha. Dạ chị Văn ơi, em thấy chị có một người chồng rất là lịch lãm. Vậy thì theo như chị, tiêu chí nào để có thể đánh giá một quý ông? Đối với Di Văn thì để đánh giá một trong chỉ duy nhất có hai từ là tử tế với tất cả mọi người, tử tế với gia đình, với vợ, với con và tử tế với đối tác của mình nữa. Thì đối với Di Văn thì đàn ông chỉ cần tử tế thôi, tự khắc thì những cái còn lại nó sẽ hoàn thiện. Em nghĩ thêm một yếu tố nữa bên cạnh sự tử tế đó chính là yêu thương vợ con chiều vợ hết mực, đúng không ạ? Anh ơi, nhân đây thì anh có thể gửi lời chúc tới chương trình của chúng ta được không? Đã, xin mời anh.